phải đi. Đây cái điểm sâu nhất. Quá. Ờ, hay nhỉ. Màu sắc rất đẹp. Dạ. Màu sắc độ bền nào. Cao đen. Cao không vấn đề gì luôn nhỉ. Thoải mái đen, mạnh mẽ lên. Hay quá nhỉ. Đấy. Ờ, đây cao nhá, không vấn đề gì nhá. Tuyệt vời. Hay nhỉ. Thế này đúng rồi, bên nước ngoài nó cái độ cao độ sâu nhất của nó khoảng tầm 6 ly. Ừ. Tại vì không từ đây vì đã điểm sâu nhất là 6 ly luôn à? 6 ly. Đặt khách sạn ở đâu rồi nhỉ? Đấy rồi.